Cô ơi, vẽ ông địa đi cô, không phải ông địa Múa Lân. Trước giờ mình chỉ biết đến ông địa mà hay đi trước đoàn múa lân và nhảy nhót cầm chiếc quạt thôi. Mình không biết là có một nhân vật nữa hay là tên gọi khác nữa, nhưng mà mình lên Google tra thì mình có thấy là người ta gọi ông thổ địa, ông thổ công thì vẫn là ông địa thì phải. Không biết là có đúng hay không nữa. Người ta thường nói là ở trong những cái gia đình mà đặc biệt là những nhà mà có kinh doanh ý, là họ hay thờ ông thổ địa và ông thần tài để cho may mắn và làm ăn phát đạt, thì hình như đây là một trong hai vị thần đó ấy. Thì mình đã tìm kiếm hình ảnh và mình vẽ theo như thế này đấy. Các bạn hãy lấy giấy bút ra và vẽ cùng mình nhé. Mình vẽ chậm cho nên là các bạn có thể dễ dàng vẽ theo được. Còn ở trên TikTok thì mình quay nhanh hơn và có nhiều video hơn đấy. Các bạn có thể ghé thăm nick TikTok học vẽ cùng Kim Ngân nha. Cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Chúng ta sẽ vẽ cái chân dưới nhá. Chân dưới của vị thần này thì kiểu tư thế nằm nên là cái chân này sẽ đặt lên mặt đất. Còn chân bên kia thì dựng gối lên để chống tay. Ta sẽ vẽ bàn chân này. Và bàn chân kia thì sẽ nhìn thấy theo chiều ngang nên là sẽ mỏng hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cái tay bên này. Tay bên này thì vị thần ấy đặt lên trước một viên đá. Một viên đá rất là đẹp. Chúng ta hãy vẽ những nếp nhăn của áo trông cho chân thật hơn nhé. Chúng ta sẽ vẽ bàn tay đặt lên viên đá. Rồi vẽ một viên đá thật là to mà vị thần đặt tay lên. Viên đá này rất là dễ vẽ đấy các bạn ạ. Sẽ hơi khó vẽ ở cái bàn tay một chút thôi các bạn. Nếu bạn nào cảm thấy khó quá thì có thể vẽ tay đơn giản thôi. Theo hình mẫu thì ở trên viên đá có thắt một chiếc nơ đấy, nên là mình cũng vẽ giống như vậy. Và chúng ta sẽ vẽ thêm vài nếp nhăn cho bộ trang phục nữa nha. Và vẽ hoàn thành nốt chân viên đá. Vị thần này có đeo một tràng hạt rất là dài và to ở trước ngực nữa. Và tí nữa chúng ta sẽ có thể tô màu đỏ hoặc màu nâu đỏ nhé. Và có một đôi tai cực kỳ to và dài. Vị thần này ở trong các bức tượng nhìn luôn cười rất là tươi, với đôi mắt có nhiều nếp nhăn và một chiếc miệng cười rất là tươi tắn, có một chút xíu râu. Vẽ xong rồi chúng ta đến công đoạn tô màu thôi. Và mình sẽ dùng màu vàng và màu cam để mình tô quần áo cho vị thần này nhá. Ở trên mạng thì chủ yếu tìm được ảnh tượng thôi, tượng một màu thôi, thường là màu vàng. Chứ ít có ảnh mà có làn da hay bộ trang phục riêng như thế này hay gương mặt như thế này lắm. Nên là vẽ chắc là cũng không được chính xác cho lắm đâu ạ. Bởi vì đối với các pho tượng thì nó sẽ không rõ ràng những đường nét khi mình nhìn qua ảnh ấy. Những cái nếp nhăn thì những chỗ tối mình sẽ dùng màu cam để tô. Còn lại mình tô màu vàng nha. Còn mình tô màu da ở bụng, ở ngực, ở gương mặt và chân tay. Đó. Môi thì mình dùng màu đỏ tô nhẹ. Và bên trong nữa mình cũng để lại màu răng là màu trắng. Còn bên trong là màu hồng, màu đỏ nhẹ nhá.
tá thì mình tô màu nâu, vậy là xong rồi. Chúc các bạn thành công. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.